Nồng nhiệt chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay thì bên em mới về một chiếc xe bản số đang đeo là 49A22582. Trước khi em review chiếc xe này thì em muốn đồng thông qua một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe gửi tất cả các anh chị cùng các bạn đã theo dõi clip này. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chiếc xe với giá thành 158 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Tên em nó là Isuzu Highlander, sản xuất đời 2007, đăng ký 7 chỗ ngồi, số sàn, tay lái chịu lực, kính bấm, máy dầu. Con xe này thì rút hồ sơ, sang tên ok nha quý anh chị, đăng kiểm thì còn mấy keng xà beng luôn, mới vừa đăng kiểm luôn. Bản số đang đeo là bản số ở Lâm Đồng. Nước sơn bề ngoài thì chiếc xịn hình quý anh chị thấy em nó không thể gì mà bàn cãi lại ha. Nước sơn cực kỳ đẹp, cực kỳ len keng, cực kỳ lộng lẫy. Con xe này nó đẹp từ trong mà nó đẹp ra, và đặc biệt là siêu tiết kiệm dầu, chỉ chạy là 6-7 lít dầu trên 100 cây số mà thôi. Đây, kính bọng rất sáng anh chị ha. Đăng kiểm thì còn tháng 3 năm 2024, xe này là đăng kiểm 1 năm nha anh chị nha. Đăng kiểm còn len keng, anh chị tháo hồ mà chạy tới năm 24 luôn, tháng 3 luôn. Anh chị thấy không? Nước sơn thì không thể gì bằng cãi ha, đèn bọng rất sáng. Đây anh chị. Đây. Ok anh chị, quá đẹp cho một cuộc tình. Chỉ có 158 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe Isuzu Highlander này. Vỏ bánh của em nó thì còn coi như cũng được, coi như là bốn cái chung chung, em tính coi như là được 80% nha quý anh chị. Em nó sở hữu một cặp ca lăng đúc nhìn rất là xịn sò, gập bệ rất là cứng cáp. Đây là nội thất ở bên trong của em nó. Đây, có một cái ghế thì em nó bị rất te tua tàn tạ một chút xíu. Nội thất bên trong ở đây. Đây, cái ghế tài là cái ghế sử dụng nhiều nhất thì nó em nó te tua xíu anh chị ha. Đây anh chị thấy không? Rất đẹp. Chân bọng nỉ ok chưa anh chị, tắp bi tắp lô này chị thôi. Đây bốn tắp biệt cửa rất đẹp đấy, cửa nẻo đóng rất là khít nha cô chú và anh chị. Đây nội thất ở bên trong em nó sở hữu một dàn lớp da màu đen nhìn rất là xịn sò anh chị ha. Đây hai dàn lạc chân da rất sạch sẽ. Nói chung con xe này đã dọn sạch sẽ cho cô chú anh chị rồi. Cô chú anh chị nào muốn sở hữu lấy và chỉ việc đổi dầu và lăn bánh và chạy thôi, không phải sửa chữa, không phải làm gì về chiếc xe này cả. Đây, nhìn thấy không? Cửa nẻo đóng rất là kín. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống khoang máy của em nó như thế nào ha. Xe này bước vào bên trong thì máy lạnh sâu như Đà Lạt, côn số thì nhẹ nhàng. Em nó xài số 5 cấp nha cô chú anh chị. Giờ em sẽ đề máy cho anh chị xem. Đây. Máy nổ rất ok, một phát một ăn luôn. Tay lái. Tay lái trợ lực nha anh chị. Nó đang còn số anh chị. Tay lái trợ lực ha. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Gặp mưa gặp nắng rất là trơn tru luôn nha anh chị. Đấy. Ok chưa quý anh chị? Máy lạnh bao anh chị luôn, lạnh như Đà Lạt luôn. Đây, mặt bằng thời nó đây. Rất ok sạch sẽ. Đồng hồ rất sáng. Kính chỉnh điện đang hoạt động rất là ok. Anh chị ha. Gương hậu chỉnh điện luôn nha. Có một bên này là nó bị không chỉnh được, thường thường mấy cái gương hậu mà chỉnh bằng điện thì nó hay hư lắm anh chị, nhưng mấy cái đó nó không quan trọng, nhưng một bên này vẫn xài được. Ở bên em bán xe làm sao thì có làm sao thì em nói như vậy ha. Đó. Đây. Máy Isuzu nổ rất là tanh, máy dầu. Chị nghe tiếng máy không? Dễ thương không? Đây, máy móc này chị không? Rất khô ráo rồi. Đây. Được không? Đây em nè, em xin còn luôn. Đấy. Ok chưa chị? Máy thì không có gì anh chị thực sự. Xe này em bao anh chị ha, bao chạy, bao gầm, bao máy, bao quay đầu cho cô chú và anh chị luôn. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống dàn khoang gầm của em nó, coi em nó có những gì ha. Gầm bệ con xe này thì trước sự màn hình anh chị thấy nè, em nó rất là liền lạc, rất là chắc chắn nha anh chị nha. Đây. Gầm rất đẹp, sexy nè chị thấy không? Ok chưa? Đấy. Quá đẹp cho một cuộc tình. Đây anh chị thấy không? Ok chưa anh chị? Đấy. Bô bọng rồi ngon lành cành đào ha. Đấy, không chê gì được ha. Ở xe này đăng kiểm thì hiện tại là 1 năm rồi. Anh chị tha hồ mà chạy ha, không có gì mà phải lăng tăng và phải suy nghĩ ha. Ở xe này quý anh chị cô chú nào lấy và chỉ việc đổ dầu vô lăn bánh và chạy thôi, không làm gì cả. Cái một cái khoang cửa đằng sau này thì chiếc xịn hình quý anh chị thấy đây. Em nó rất liền lạc ha. Đây. Tinh tán còn hết luôn đây ha. Thì những dấu hiệu này là chiếc xe của mình không bị cứng đụng trong xương sậu ha, đít đầu là còn nguyên hết anh chị thấy không? Rất đẹp ha. Đây ok chưa quý anh chị, liền lạc không? Đấy. Ở đằng sau này thì một cái khoang này thì anh chị không thích chạy thì mình gấp lại, thì có khả năng là mình chở đồ, mình chở đồ của lặt vặt cũng khá là nhiều đó. 158 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe Isuzu Highlander sản xuất đời 2007, đăng ký 7
chỗ ngồi sốt xe, máy dầu tay lái trợ lực đồng sơn si, đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp từ trong đẹp ra ngoài. Quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em thì chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và những chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.